Sáng mùng 5 tháng 10, Công an tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh nội địa. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Trong một ngày, 168 học viên của lớp tập huấn sẽ được các báo cáo viên Cục An ninh Nội địa Bộ Công an giới thiệu 3 chuyên đề: công tác bảo đảm an ninh tôn giáo trong tình hình hiện nay, công tác bảo đảm an ninh xã hội trong tình hình hiện nay, công tác đấu tranh chống phản động và phòng chống khủng bố trong tình hình mới. Lớp tập huấn nhằm phổ biến quán triệt những quy định, nghiệp vụ công tác bảo đảm an ninh nội địa, quy định về phân công, phân cấp, phân định rõ trách nhiệm của từng cấp công an, trách nhiệm của từng cá nhân, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ trong công tác bảo đảm an ninh nội địa, qua đó góp phần xây dựng lực lượng thực hiện công tác bảo đảm an ninh nội địa trong sạch, vững mạnh, nắm chắc và xử lý nhuần nhuyễn công việc được giao, đáp ứng được nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ chiến sĩ tham dự lớp tập huấn nghiêm túc lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại đơn vị địa phương mình để vận dụng linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh nội địa tại địa phương.